Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra rất nhiều vụ cháy tàu cá, gây thiệt hại lớn về vật chất. Tuy nhiên, những quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy cho loại tàu này khi áp dụng vào thực tế còn nhiều bất cập. Hải Phòng là một trong năm trung tâm nghề cá lớn nhất cả nước, với trên 4.000 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó tập trung chủ yếu ở các quận huyện như Đồ Sơn, Kiến Thụy, Thủy Nguyên và Cát Hải. Những năm qua, tại một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ cháy tàu đánh bắt hải sản, gây thiệt hại về tài sản, thậm chí là tính mạng của ngư dân. Cháy trên biển thì thiệt hại có khi chỉ một tàu. Thế nhưng nếu cháy tại các cảng neo đậu với hàng chục con tàu đỗ gần nhau thì nguy hiểm tăng lên gấp bội. Như vụ cháy lan hai tàu cá tại bến cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn vào cuối năm 2016 là một ví dụ. Đồ Sơn là một địa phương có đông quần chúng nhân dân hành nghề đánh bắt hải sản ở trên biển. Địa bàn thì có cái cảng cá Ngọc Hải thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của thành phố quản lý. Trên cảng thì thường xuyên là có từ 250 đến 300 lượt tàu cá ra vào. Việc mà tuyên truyền hoặc là thực hiện các cái yêu cầu nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy đối với ngư dân thì nó còn gặp rất nhiều khó khăn. Đây là một cái nghề đặc thù, không phải lúc nào người ta cũng ở yên một chỗ để cho lực lượng chức năng thực hiện các cái yêu cầu chuyên môn. Thế và cái thực tế thì không những ở Đồ Sơn mà các địa phương khác, ngư dân cũng đã để xảy ra các cái vụ cháy ở trên tàu cá. Ví dụ như ở cảng cá Ngọc Hải chúng tôi đây tháng 12 năm 2016 cũng xảy ra một cái vụ cháy hai tàu cá, thiệt hại cũng trên dưới chục triệu đồng. Lý do là cũng do người dân sử dụng lửa bất cẩn dẫn đến cái việc để xảy ra cháy. Nhưng mà cái người để gây ra cháy thì lại không có kỹ năng xử lý, dẫn đến cháy từ tàu mình và lan sang cái tàu bên cạnh. Theo tìm hiểu, cháy nổ trên tàu cá thường có nhiều nguyên nhân, nhưng hầu hết đều do sự chủ quan của ngư dân. Ngoài ra, do các tàu đánh bắt xa bờ, đi dài ngày, thường trữ một lượng lớn các chất dễ cháy như xăng, dầu, ga, ngư lưới cụ, thùng xốp, trong khi diện tích khoang tàu nhỏ nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Từ thực tế một số vụ cháy tàu thuyền đánh bắt hải sản cho thấy, một bộ phận chủ tàu, ngư dân chưa nắm bắt hiểu rõ các nội quy, quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy, chưa được tập huấn nghiệp vụ, chưa biết cách sử dụng trang thiết bị chữa cháy, không trang bị bình chữa cháy trên tàu hoặc trang bị bình chữa cháy không bảo đảm chất lượng, nên rất khó bảo toàn được phương tiện và tính mạng của thuyền viên khi xảy ra sự cố. Trên thuyền tôi bây giờ chưa có một cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nào. Bởi vì là mình đánh bắt gần bờ, hay là cũng chưa hiểu biết về cái nguy hiểm của cháy nổ như nào, nên là chưa trang bị cái gì. Chung là kinh nghiệm thôi, nếu mà mình hạn chế lửa nữa thôi. Còn nếu mà xảy ra thì lúc đấy thì chung là cũng có thuyền con rồi phao thôi, thì đánh bắt ở gần bờ thì cũng không chưa nghĩ đến, cũng chưa bị xảy ra bao giờ. Qua quá trình kiểm tra công tác tuyên truyền thì chúng tôi thường xuyên phối hợp với lại phòng 5 là chúng tôi thường xuyên xuống kiểm tra, đôn đốc tuyên truyền vận động bà con làm sao mà đảm bảo được cái mà an toàn cho bà con khi sản xuất. Và chúng tôi kiến nghị là các tàu khi ra khơi là đều phải đầy đủ những cái phương tiện, đầy đủ những trang thiết bị, nhất là những cái mà dụng cụ mà liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Thiệt hại do cháy tàu cá gây ra là rất lớn, thế nhưng những quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy cho loại tàu này chưa được chặt chẽ. Qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 79 năm 2014 của Chính phủ thì chưa có văn bản nào quy định về công tác quản lý phòng cháy chữa cháy đối với các loại tàu khai thác cá. Vì không có chế tài để xử lý nên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các quận huyện chủ yếu áp dụng biện pháp tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn kỹ năng kiến thức về phòng cháy chữa cháy trên tàu cá cho ngư dân là chủ yếu. Theo quy định kiểm tra tàu cá và nhất là tàu cá, tàu du lịch thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Là theo các văn bản quy phạm pháp luật thì chưa có một cái văn bản quy phạm pháp luật nào liên quan đến xử phạt đến cái tàu cá. Yếu là lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy trên bờ là chính. Trên dưới biển, trên sông biển thì lại phải kết hợp cùng với chỗ biên phòng.
ngoài những khó khăn về thiếu chế tài xử lý vi phạm thì còn có những khó khăn nằm trong việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan trong công tác kiểm tra, khó khăn trong việc tiếp cận các tàu cá do tính chất đi biển thường xuyên dài ngày, số lượng tàu cá quá lớn. Ngoài số lượng tàu cá của Hải Phòng, tại các cảng cá trên địa bàn thành phố còn có nhiều tàu của các địa phương khác vào neo đậu trong khi phương tiện tàu chữa cháy còn thiếu, công suất nhỏ. Lĩnh vực hoạt động đánh bắt cá trên biển ấy, thì gặp khó khăn ở cái việc thứ nhất là tuyên truyền, cái thứ hai nhận thức người dân còn hạn chế, cái thứ ba là thực hiện các cái chế tài xử lý nếu người ta vi phạm thì cũng vướng phải những cái khó khăn. Là có khi văn bản ra áp dụng những cái biện pháp xử lý, thế nhưng có khi người dân người ta đi đánh bắt cá hàng tháng thì lại vướng vào các cái quy định của pháp luật, thành thử ra là cũng chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Còn trong thực tế thì đối với hoạt động nghiệp vụ thì chúng tôi cũng đã triển khai nhiều biện pháp, tuy nhiên thì đến nay thì cái hiệu quả thì cũng chưa được như mong muốn. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho các ủy chính quyền thực hiện các cái quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là xây dựng các cái mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong đó thì cái cảng cá Ngọc Hải thì chúng tôi đã đưa vào chương trình xây dựng cái mô hình cảng cá an toàn phòng cháy chữa cháy trong năm 2018. Thì chúng tôi sẽ kết hợp với lực lượng biên phòng xuống là tuyên truyền, phổ biến và là cho mọi người có cái chấp hành tốt cái công tác phòng cháy cháy cũng như là mua trang thiết bị phục vụ cho tàu của mình, làm sao là đảm bảo công tác nếu xảy ra sự cố tại tàu thì tại cái các chủ tàu cũng như thuyền viên trên tàu người ta có thể xử lý được ngay. Chúng tôi cũng mong là các ban ngành ra một cái chỉ thị cũng như là cái quy định về công tác phòng cháy cháy đối với các tàu cá, làm sao là áp dụng được tất cả đối với các tàu cá để mọi dân, mọi người tham gia đánh bắt là chấp hành tốt cái công tác phòng cháy cháy trên tàu của mình. Không còn là nguy cơ nữa mà cháy nổ trên tàu đánh bắt cá đã hiện hữu và hậu quả mà nó gây ra cũng hết sức nghiêm trọng. Chính vì vậy, bà con ngư dân cần nâng cao ý thức về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, cần trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy cần thiết để bảo vệ tài sản và con người khi hoạt động đánh bắt trên biển. Ngoài việc triển khai tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy để giúp ngư dân chủ động ứng phó với các tình huống cháy nổ, các ngành chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng thành lập tổ đội ứng trực thường xuyên để tham gia công tác phòng cháy chữa cháy tại cảng cá nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho các ngư dân, giúp họ an tâm vươn khơi bám biển phát triển kinh tế, cũng như góp phần giữ gìn bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và đặc biệt là các cơ quan chức năng cần bổ sung các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với tàu cá. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề cuộc sống và pháp luật kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.